chủ nhà vườn cắt trái mướp nha. Chủ vườn cắt trái mướp, chủ vườn rau trên sân thượng sẽ cắt trái mướp. Là 7 tỷ nha. 7 tỷ á, cây này 7 tỷ đó, tại nó có một nhánh mà nó ra hai cái vậy đó. Đó. 7 tỷ nha. Đó nhà trồng nước nha, trồng luôn. Nước. Má hai vlog chào cả nhà. Hôm nay là món củ sắn xào thịt bò nha. Củ mít cá với bún. Bún nước mắm nha. Phi tỏi lên cho thơm nha. Thịt bò là ướp muối củ hành tím, muối tiêu đường một ngọt rồi đó, cứ vậy thôi. Rồi bỏ vô. Bỏ vô. Ướp miếng nước tiêu của hành tím, tiêu vô, ngọt vô, tí chứa đường vô, để mấy tiếng hồ đây là khi nào là chưa tạt ăn thì tháng trở về ướp đi nha. Lên dưỡng gì cho nó nhanh. Hồi nãy mình thấy mình nêm thì cho nó có lạc hơn thì mình nêm thêm vô một củ sắn vô thì nêm vô cái này mình cũng bánh tráng cắt nước mắm nay hái rau trên nơi phân thượng rau tống rồi nhiều quá hái xuống nên là món này cũng bánh tráng luôn. Cưa, cuối tuần là món cưa. Mẹ thường thì làm mình chiều mới làm. Bây giờ mình sáng vô.
về để mình cuốn cho nó dễ, bỏ vô bánh thì ăn cũng dễ, chứ cắt hộp lựu thì nó bị dụng dụng quá khó gắt. Món nem ném là cái nó cũng vừa ở trong qua tay rồi. Chín rồi bỏ hành vô ha. Hành cần là sáng lên trên cái dừa sân thượng, vườn rau Thái. Cần là tự trồng. Cần trồng luôn, cần tay thì trồng luôn, hành cần trồng luôn. Hái bỏ vô luôn. Tự trồng tự ăn luôn. Cho nó xanh xanh nó đẹp. Thêm đậu phộng vô, bỏ ra dĩa đắp thêm đậu phộng vô, miếng tiêu vô, thêm miếng tiêu vô nha, tiêu vô, rồi bỏ đậu phộng vô cho nó thơm. Giờ là chỉ có ăn thôi, không ăn. Rồi.